Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật. Mở đầu là thông tin liên quan đến vụ máy bay Bell 505 số hiệu VN8650 rơi trên vùng biển giáp danh Quảng Ninh, Hải Phòng. Vào khoảng 8 giờ sáng nay, mùng 7 tháng 4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ tai nạn trên. Thi thể của nạn nhân thứ 5 trong vụ tai nạn đã được tìm thấy cách vị trí xác định máy bay trực thăng rơi khoảng vài trăm mét tại vùng biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Như vậy là đến thời điểm hiện tại, cả 5 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay trực thăng đã được các lực lượng tìm thấy. Hiện các lực lượng chức năng đã trục vớt xác máy bay trực thăng và cũng đã tìm thấy hệ thống camera giám sát hành trình. Đây là loại máy bay nhỏ, không có hộp đen. Theo lực lượng chức năng, máy bay có dấu hiệu gặp sự cố trong quá trình bay ngắm cảnh Vịnh Hạ Long. Phi công đã cố gắng điều khiển, đưa trực thăng về khu vực an toàn nhưng không thành công. Về nguyên nhân của vụ tai nạn, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp để điều tra. Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để điều tra xử lý hai đối tượng phạm tội cướp giật tài sản. Điều đặc biệt là hai đối tượng này bị khống chế bắt giữ khi vừa ra tay gây án bởi sự hiệp đồng của quần chúng nhân dân. Camera ghi lại hình ảnh một vụ cướp giật tài sản vào tối ngày 5 tháng 4 ở đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Phước Long, thành phố Nha Trang có diễn biến rất nhanh. Và cũng rất nhanh sau đó, cả hai đối tượng gây án đã bị nhân dân hiệp đồng khống chế bắt giữ, giao cho công an phường Phước Long. Hồi trước thì em có quay ra, em có thấy là một đối tượng đang điều khiển chiếc xe máy là bỏ chạy. Thì em có chạy ra và giữ đối tượng đó lại. Thì sau đó là người dân xung quanh họ lại họ hỗ trợ, họ bắt đối tượng đó. Thì lúc đó thì em cũng không suy nghĩ nhiều hết, em chỉ nghĩ là giúp người cũng như giúp mình thôi. Mình làm một việc tốt thì để cái cuộc sống này nó phát triển hơn. Qua cái hành động của một số quần chúng nhân dân cùng phối hợp, mà khi được người dân người ta truy hô là cướp giật, thì các quần chúng nhân dân đã tham gia thì đã thể hiện một cái sự là dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm. Chúng tôi sẽ tuyên truyền và cho sâu rộng trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường, đồng thời là chúng tôi sẽ tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân phường để có những cái khen thưởng kịp thời động viên. Hai đối tượng bị bắt giữ là Lê Trọng Hà và Phạm Thanh Huy đều trú ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, đã được bàn giao cho công an thành phố Nha Trang tiếp tục điều tra xử lý. Gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng, đối tượng Nhan Đức Hải, trú tại Quảng Nam, vừa bị công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ. Từ tháng 10 năm 2022 đến đầu tháng 4 năm 2023, đối tượng Hải từ Quảng Nam vào Quảng Ngãi đột nhập vào nhà dân trên địa bàn huyện Bình Sơn trộm cắp tài sản. Tổng tài sản đối tượng chiếm đoạt là trên 100 triệu đồng, gần 50 chỉ vàng và nữ trang các loại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nhan Đức Hải để điều tra, xử lý theo quy định. Cùng với hành vi trộm cắp tài sản, Huỳnh Văn Tèo và Mai Xuân Dũng cùng chú tỉnh Cà Mau đã đột nhập vào một cửa hàng điện thoại, lấy trộm tài sản tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Hai đối tượng vừa bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ. Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào khoảng 2 giờ ngày 24 tháng 3, Huỳnh Văn Tèo và Mai Xuân Dũng đột nhập vào một cửa hàng điện thoại trên địa bàn khóm 2, phường 8, thành phố Bạc Liêu, lấy trộm 85 điện thoại di động hiệu iPhone và 150 triệu đồng, tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 1,5 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều ngày 6 tháng 4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện và bắt khẩn cấp Tèo và Dũng khi cả hai đang lẩn trốn tại khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Huỳnh Văn Tèo từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Mai Xuân Dũng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và một tiền án về tội cướp giật tài sản. Thời gian gần đây, tình hình tội phạm mua bán người trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng hơn. Đặc biệt là tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi làm phục vụ trong các quán karaoke. Công an tỉnh Bắc Cạn khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Một vụ mua bán người dưới 16 tuổi để đưa vào phục vụ quán karaoke mới đây nhất vừa được Công an tỉnh Bắc Cạn điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vi Văn Sóc, tạm trú tại thành phố Bắc Cạn,
Phan Văn Ngân và Lê Văn Quyên cùng chú tại tỉnh Bắc Giang về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Trước đó, từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 7 tháng 3, một cháu bé đã bị dụ dỗ lôi kéo làm phục vụ cho một số quán karaoke tại một số địa phương. Khi cháu bé đang làm nhân viên phục vụ tại quán do Phan Văn Ngân quản lý, vì em này muốn chuyển làm việc nơi khác, Phan Văn Ngân và Lê Văn Quyên đã liên hệ với Vi Văn Sắc để chuyển giao cháu bé về làm nhân viên quán karaoke ở Bắc Cạn do Sắc quản lý với số tiền 25 triệu đồng. Có một anh tên ba một số xuống Lê Phúc này. Và thọ xong rồi xuống Đông Anh Hà Nội, cháu lại chuyển số xuống Bắc Giang. Cháu là rất bia cho khách ạ. Mở rộng vụ án, ngày 24 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Cạn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lục Văn Tú, tạm trú tỉnh Bắc Cạn để điều tra về hành vi giao cấu với người đủ từ 13 đến dưới 16 tuổi. Lục Văn Tú là quản lý của quán karaoke 3 Bể Club, đã có hành vi nhiều lần quan hệ tình dục đối với cháu bé 15 tuổi. Nạn nhân là nhân viên của quán karaoke 3 Bể Club. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự lơ là của phụ huynh, đặc biệt là lợi dụng những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để dụ dỗ rồi đưa vào quán karaoke, bóc lột sức lao động và thậm chí là yêu cầu các em thực hiện việc bán dâm. Các đối tượng hình thành các đường dây khép kín nhằm dụ dỗ, lừa gạt, mua bán nạn nhân có nhu cầu tìm việc làm để đưa vào cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trá hình. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã tập trung vào cái công tác tuyên truyền cho các cấp hội nắm biết được những tình hình thực trạng của cái vấn đề buôn bán người hiện nay và có các cái biện pháp để mà phòng chống cái hiện tượng buôn bán người cũng như buôn bán phụ nữ và trẻ em ở tại các địa phương, đặc biệt là những cái nơi mà có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, nơi mà trẻ em còn nhiều những hạn chế hiểu biết về cái tình hình phòng chống tội phạm này. Công an tỉnh Bắc Cạn khuyến cáo các gia đình cần hết sức cảnh giác, đồng thời tăng cường công tác giáo dục với trẻ em về những thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm này. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hải Phòng vào ngày 27 và ngày 28 tháng 1 năm 2023, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 16 tháng 2 năm 2023 của Công an thành phố Hải Phòng. Tài liệu điều tra xác định Nguyễn Mạnh Tuấn sử dụng nhiều tài khoản Facebook có tên Luận Apple để đăng quảng cáo bán điện thoại iPhone và lừa người có nhu cầu chuyển tiền. Sau đó, Tuấn chặn Facebook của khách hàng để chiếm đoạt tài sản. Số tài khoản Tuấn dùng để nhận tiền của khách hàng là 101-875-207-385 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên Nguyễn Lê Luận. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng thông báo ai là bị hại trong vụ việc trên, liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng, đội 5, địa chỉ số 4 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, gặp cán bộ điều tra Lê Quốc Chính, số điện thoại 0904-222623. Tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Văn Công, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Đại Từ, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn về tội giết người, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Triệu Văn Quân, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Lão, xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Và đối tượng Dương Văn Tiệp, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thôn Hố Vạng, xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý.
Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.